bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn vào số dư đầu kỳ à, đầu tiên chúng ta sẽ vào số dư công số dư danh mục và số dư chúng ta vào số dư đầu kỳ các bạn lưu ý là ở trong cái phần kế à, toán dành cho xây lắp thì chúng ta sẽ vào thêm cả cái phần vào số dư đầu kỳ các công trình À, đầu tiên chúng ta sẽ vào cái số dư các tài khoản công nợ và số dư các tài khoản thường ở đây thì chúng ta hiểu khái niệm các tài khoản thường có nghĩa là không phải là tài khoản công nợ như vậy chúng ta sẽ kích đúc vào dòng vào số dư đầu kỳ các tài khoản thường chúng ta chọn nhận các bạn nhìn thấy là ở đây các cái dòng tài khoản như chúng tôi đã nói là nó lấy từ danh mục tài khoản ra và tài khoản nào có số liệu thì các bạn đánh vào tài khoản đấy và để nhập được số liệu vào ví dụ như tài khoản tiền mặt này thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ phải ấn F3 để sửa và đánh giá trị vào ví dụ như tôi giá trị số dư đầu kỳ là 11 triệu tiền mặt thì chúng ta đánh vào 11 triệu và chọn nhận à, mặc nhiên là chương trình sẽ chuyển thành cái à số dư nợ đầu kỳ là số dư nợ đầu năm do chúng ta khai báo và làm số liệu bắt đầu từ ngày mùng 1 nhưng mà các bạn lưu ý là nếu các bạn à, sử dụng phần mềm kế toán này quyết toán quý 3 chẳng hạn thì có nghĩa là số liệu à, số dư đầu kỳ có nghĩa là số dư của ngày 1 tháng 7 và chúng ta sẽ phải vào thêm cái số dư đầu kỳ của đầu năm tài chính thì cái lúc mà các bạn chọn vào số dư đầu kỳ là mùng 1 tháng 7 thì chương trình sẽ hiện lên ô Uh, dư nợ đầu năm tức là cái ô dư nợ đầu năm cho phép các bạn uh, nhập số liệu vào thì ở đây chúng ta sẽ <laughs> chọn nút nhận lưu cái tài khoản uh, tiền gửi ngân hàng cũng vậy các bạn muốn sửa thì uh, muốn nhập số liệu vào các bạn sẽ phải ấn F3 để các bạn sửa và ví dụ như ở đây chúng ta đánh vào là uh, số dư tài khoản ngân hàng là 14 triệu 050 nghìn ở đây các bạn lưu ý là đối với các tài khoản không nợ khi chúng ta ấn F3 lên ấy, thì chương trình sẽ để mờ ở cái dòng số dư nợ đầu kỳ. Có nghĩa là những cái ô nào mà chúng ta nhập vào mà chương trình không cho nhập thì đấy chính là tài khoản công nợ và chúng ta sẽ nhập bên phần tài khoản không nợ thì chương trình sẽ tự động chuyển sang số liệu sang phần số dư đầu. Các bạn lưu ý là đối với cái tài khoản 154 của từng công trình ấy, thì ở vào số dư đầu kỳ của các công trình các bạn sẽ phải vào chi tiết từng công trình nhưng mà ở đây thì các bạn sẽ vào số dư đầu kỳ tổng Tức là cái tài khoản này không phải là tài khoản công nợ nhưng nó lại theo dõi chi tiết từng công trình. Nhưng mà trong cái việc sử dụng cái tài khoản 154 thì có một số các cái đơn vị lại không sử dụng cái bảng giá thành sẽ lập ở trong phần mềm nên là à, tự à, tổng hợp số liệu bên bên ngoài và các bạn chỉ hạch toán vào tài khoản thì eh, không nhất thiết là chúng ta cứ phải vào số dư đầu kỳ các công trình thì eh, mới vào số liệu của tài khoản 154. Như vậy chúng ta sẽ phải vào tài khoản ví dụ 154 ở đây là dư nợ là 400 triệu 400 triệu của ba công trình chẳng hạn thì đối với các cái tài khoản khác thì các bạn cứ tìm đến dòng các tài khoản là các bạn nhìn thấy là ở tài khoản nào có số liệu các bạn đánh vào nếp 3 để sử dụng à, chúng ta thoát ra và bắt đầu chúng ta vào số dư đầu kỳ các công nợ phải thu phải trả. Ở đây chúng tôi nói công nợ phải thu phải trả có nghĩa là các tài khoản 131, 331 hay là 311 hoặc là 141 các bạn đều có thể nhập số liệu vào số dư công nợ phải thu phải trả. Thì ở đây cái tài khoản là À, chúng ta có thể chọn tài khoản thì chúng ta sẽ lọc ra những cái tài khoản chúng ta cần nhập còn nếu chung chúng ta không chọn tài khoản ở đây thì khi vào chương trình sẽ tự động hiện lên tất cả các tài khoản công nợ ở đây ví dụ tôi bỏ trống à, chúng ta muốn nhập thêm một cái đối tượng mà có số dư công nợ thì chúng ta sẽ phải nẹp bốn để thêm mới cái tài khoản ở đây tôi ví dụ là tài khoản một ba một cái khi mà vào liên quan đến tài khoản Công nợ thì các bạn hiểu là chương trình để bắt buộc các bạn phải nhập chi tiết từng đối tượng Nên ở đây chúng ta sẽ nhập vào là ví dụ 131 của ban quản lý dự án là 150 triệu Dư nợ đầu kỳ Chúng ta chọn nhận Chúng ta tiếp tục F4 thêm mới đơn đối tượng khác Ví dụ như ở đây là công ty cho thuê máy chẳng hạn Thì chúng ta thấy là có thể là ví dụ ở đây thôi Ví dụ là dư nợ đầu kỳ 40 triệu sau khi các bạn nhìn thấy ở đây thì các bạn hiểu là chúng ta sẽ vào luôn cái tài khoản 331 ví dụ ở đây chúng ta ở đẹp 4 thêm mới và chúng xóa cái tài khoản 131 chúng ta đánh vào tài khoản 331 thì ở đây ví dụ tôi ví dụ là cái đối tượng công nợ là công ty cổ phần vật liệu xây dựng thì các bạn thấy là chúng ta ở đây dư có ví dụ 45 triệu thì các bạn lưu ý là ở đây cái việc các bạn vào một chỗ như thế này nhưng mà khi các bạn hạch toán à, tức là các bạn vào số dư cho tài khoản nào thì nó đi theo cái mã công nợ của tài khoản đó ví dụ như tôi nói các bạn là một cái đối tượng ví dụ công ty vật liệu xây dựng này nó cũng là à, vừa là nhà cung cấp um, cho nguyên vật liệu cho mình nhưng mà uh, cũng có thể là người là khách hàng của mình thế nên là nhiều khi chúng ta lại mở ra hai cái đối tượng khách hàng là công ty cổ phần vật liệu xây dựng Uh, một công ty cổ phần vật liệu xây dựng hai để theo dõi hai khoản Nên thực tế ở phần mềm này các bạn không cần phải như thế các bạn cứ vào hai tài khoản là 131 và 331 của cùng một đối tượng như thế này uh, sau này khi in báo cáo thì cái tài khoản nào nó đi với đối tượng đấy thì nó sẽ lên số liệu ở phần phần đấy các bạn có thể là sau khi nhập xong như thế ví dụ ở đây chúng ta vào luôn tài khoản 311 ví dụ đang khoản vay của ngân hàng đầu kỳ chúng ta vẫn còn nợ là 150 triệu sai chúng ta chọn nhận sau khi chúng ta nhập xong chúng ta ấn thoát ra ấy kép để thoát ra thì các bạn vào lại số dư đầu kỳ thì các bạn nhìn thấy là cái số liệu của tài khoản công nợ nó đã hiện sang đây các bạn thấy là 190 triệu à, ví dụ như tài khoản 331 thì nó nó đã vào 45 triệu ở đây và vào dư có là 150 triệu Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ à, vào thêm cái tài khoản à 411 chẳng hạn như ở đây là 400 triệu này, đó là 590 à 590 triệu, 590 triệu thì ở đây là các bạn thấy là chúng ta sẽ phải cần thêm à 200 khoảng 400 triệu để cân đối cái tài khoản này chúng ta sẽ sửa lại sau 400 triệu sau khi chúng ta vào xong thì chúng ta sẽ thoát ra cái phần vào số dư tài khoản thường như vậy chúng ta sẽ vào tiếp tồn kho đô kỳ các bạn lưu ý là khi các bạn vào mục tồn kho đô kỳ các bạn chọn F4 để thêm mới thì cái việc đầu tiên chúng ta chọn là phải tồn ở kho nào Ví dụ như ở công ty chúng ta còn tồn cái loại vật tư là chúng ta enter thì chương trình sẽ vào. Ví dụ nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu ở công ty chúng ta còn tồn giá trị là 10 cái đơn vị tính của nguyên vật liệu và cái giá trị tồn kho ở đây các bạn không vào giá mà các bạn sẽ vào tổng giá trị tồn kho của 10 đơn vị tính này ta ví dụ như chúng ta vào tồn kho là 4 triệu rưỡi thì các bạn lưu ý là ở đây do sử dụng cái giá đích danh và giá trung bình nên là các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ không nhập cái 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 đơn giá mà chúng ta nhập số lượng và giá trị chương trình sẽ tự động chia ngược trở lại để tính ra giá mỗi khi chúng ta chạy báo cáo như vậy là chúng ta vào và lần lượt chúng ta đẹp bốn để thêm mới tất cả các nguyên vật liệu chúng ta còn tồn kho đầu kỳ ở đây chúng ta sẽ vào tiếp cái tồn kho đầu kỳ của các công trình. Các bạn lưu ý là khi chúng ta vào tồn kho đầu kỳ của các công trình. Ví dụ như lúc nãy chúng ta vào cái tồn kho đầu kỳ là bốn cho uh, chúng ta xem lại. Xem tài khoản 154 là tổng bao nhiêu tiền là 400 triệu. Như vậy chúng ta sẽ vào tài khoản 154 làm sao để đủ được 400 triệu. 1541 này. Các bạn thấy là ở công trình 1 tồn dự uh, gian đầu kỳ là 250 triệu ở công trình 2 rửa ra đầu kỳ chúng ta xóa công trình này chúng ta chọn công trình 2 để ra đầu kỳ là 150 triệu như vậy là đã đủ hai công trình để có tổng là 450 triệu sau khi chúng ta nhập xong các cái số dư đầu kỳ chúng ta vào bảng cân đối phát sinh tài khoản để chúng ta kiểm tra xem là số dư đầu kỳ là bao nhiêu vậy các bạn thấy là ở đây vẫn còn lệch là... ở đây chúng ta sẽ copy dòng này và trừ ra À, để một cái cách nào đấy là tôi làm cho nó cân số liệu đầu kỳ thôi thực ra thì các bạn có thể uh, căn cứ vào cái số liệu quyết toán của năm trước của đối tượng công ty các bạn và uh, để các bạn vào số dư đầu kỳ ở đây là bố chúng ta sẽ thêm vào ở cái chỗ tài khoản 411 là uh, 420 triệu 50.000 đồng ở đây chúng ta vào đây chúng ta sửa lại là vào số dư đục kỳ chúng ta vào uh, vào phần này chúng ta sửa lại là 420 triệu 050000 như vậy các bạn khi các bạn ra cái bảng cân đối phát sinh này các bạn sẽ nhìn thấy là uh, số liệu giữa hai bên đã cân và uh, chúng ta đã có cơ bản về cái số liệu của cái cái tài tài khoản à uh, số dư đầu kỳ của các tài khoản. Vậy sau khi chúng ta vào được số dư đầu kỳ rồi, ấy, thì chúng ta sẽ à, cập nhật tiếp các cái chứng từ phát sinh và các bạn lưu ý là cuối mỗi năm thì chúng ta sử dụng cái chức năng chuyển số dư cuối kỳ để chuyển số dư cuối năm để chuyển sang năm sau mặc dù cơ chương trình phần mềm thì ý, là chương trình lên số liệu liên năm nhưng các bạn lưu ý là chúng ta sẽ sẽ phải chuyển số dư của các cái mỗi lần chúng ta sửa số liệu của năm trước thì chúng ta sẽ phải chuyển lại số dư của năm đó sang năm sau vì khi các bạn sửa nó đã có thay đổi và các bạn lưu ý là À, khi chúng ta chuyển số dư sang năm rồi chúng ta sẽ sử dụng luôn cái chức năng là à, sau khi quyết toán số liệu xong chúng ta khóa à, số liệu bằng cách là vào khai báo hệ thống vào quản lý bảo trì số liệu quản lý bảo trì số liệu chúng ta vào khóa số liệu ở đây các bạn lưu ý là cái ngày khóa số liệu này là cái ngày chúng ta đánh đến ngày này thì có nghĩa rằng là số liệu đến ngày đấy chúng ta không thể sửa chúng ta chỉ sửa được khoảng thời gian sau đấy và thường khi làm xong lưu uh, thì các bạn sẽ phải lưu trữ lại cái cái uh, cái lưu trữ lại cái dữ liệu của các bạn bằng chức năng lưu trữ các bạn có thể cắm usb vào chạy chức năng lưu trữ và lưu ra usb ở uh, ở đây chúng tôi cũng nói luôn cho các bạn là cái phần uh, uh, cái phần uh, kết chuyển cái số dư của các cái 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 vật tư sang năm. các bạn lưu ý là khi các bạn làm liên quan đến vật tư các bạn đặc biệt quan tâm là uh, cái dòng đầu tiên là dòng chuyển số dư tài khoản công nợ này và cái dòng thứ hai là dòng chuyển uh, tồn kho và cái dòng thứ ba là chuyển các công trình. các công trình ở đây thực tế là cái công trình chúng ta chuyển sang năm sau là cái tài khoản một năm tư. thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể vào được số dư đầu kỳ và chuyển số dư sang năm sau